Ok, lên em. Mấy hôm nay bị cảm lên là giọng nó hơi khác tí nha. Anh em nghe chắc không được đâu. Nên hạn chế nói lời tí. Hôm nay thì chơi thử một game mới, Deep Rock Tactics. Thì con này là chung với chủ với game Deep Rock. Anh em nào chơi Deep Rock mà có up đi đầu mối cùng nhau á thì chắc là biết game này rồi. Đây. Deep Rock Tactics Survivor. Thì thay vì anh em mà đầu mối 3D với bạn bè thì bây giờ anh em đã có thể chơi một mình với cái thể loại mà Bullet Hell truyền thống. Thì lần trước thì tôi chơi con game nông trại ngoài vũ trụ rồi, nên lần này thì tiếp tục làm công nhân ngoài vũ trụ nhưng mà chuyển sang đào mỏ khai khoáng. Thì cũng mới tải thử game này thôi, chưa chơi lần nào hết nên giờ vô thử. Bị cảm là anh nói rất là khó nghe nha. Godship. Ok, FPS khá là ổn định. Này chính độ sáng. Cảm ơn đã chơi ở bên Nemo. Thì có gì gửi feedback để cho nhà phát hành. Hiển thị số đam. Phân tích số liệu đồ ra. Thì cái thông số này sẽ được gửi cho nhà phát hành để họ cải thiện. Chế độ này mà anh em nào nhạy cảm với ánh sáng thì không nên bật nhé. Tơ volume, nếp ít. Nghe đít. Rồi ok. Chúng ta chưa có tùy chỉnh gì trong cái chế độ này hết. Chắc đây do bản demo nên họ chưa có tối ưu. Thành ra là để cái độ phân giải khá là thấp. Upgrade là gì? Khi có tài nguyên chúng ta mới upgrade được nha. Tôi ẩn FPS được rồi đó. Đây. Chỉ có chế độ này thôi. Thì trong bản demo này nó cũng ghi sẵn luôn là chúng ta chỉ có chơi được 3 chế độ đầu tiên. Còn hai cái khó khăn nhất thì vẫn chưa. Chỉ có một nhân vật duy nhất để lựa chọn. Né tránh 5%, grit 5%. Grit đam rất là cao nha. Nên chắc bùi chỉ số tỷ lệ grit chứ. Chỉ có một cái thôi. À, đi đầu bảng. Có quái kìa. Ngọc trai hả? Nhìn giống như cây nấm nhé. À, chúng ta đạt được một viên ngọc trai nè. Nâng cấp 25 nhâm đao. Mới biết chơi thì không biết chọn cái gì thì cứ chọn cái màu cao nhất thôi. Đây, common là cái dạng thông thường. Là nó màu trắng là vui nhất. Tiếp theo là xanh lá thì nó ngon hơn chút. Thì con này git hit của mình đã cao rồi nên chắc không lấy git đâu, lấy đạm này. Cái quặng đỏ là cái màu đỏ này nữa. Còn quặng vàng ở đâu ta? Hình như cái màu vàng nãy tôi đầu á. Tốc độ bắn. Máu tối đa mình là 140, cộng 20 chả nhiều cả. Display là cái gì đó? Dạng như hàng viện trợ nó gửi cho mình nhé. Có lượng nhỏ thì khả năng là tìm thấy cái ống tinh thể năng lượng khi mình đào đá. Tìm thấy Nicha kinh nghiệm hoặc là quặng. Lấy kinh nghiệm đi. Tại mình đang giai đoạn đầu game mà. Quái này nó qua màu xanh nè. Có cái đỏ đỏ là gì đó. Tiếng game hơi nhỏ nha. Lúc xanh. Đó, nghe chiêu chiêu gì chứ. Này chả biết là gì luôn. 500. 500 giáp hút kinh nghiệm. Đây chúng là level 5 nên đạt được cái vũ khí mới nè. Nó ghi số 5 đây với mà level 5 unlock nè. Quăng cái boomerang nhỏ qua chơi về. Gây ra đạn điện. Like, ném. Phạm vi.
Lấy thử bơm răng này. Một chai, một chai. Quái độc như đó. Con này bự gì? Ây. Bà giáp, bà giáp. Còn miếng con trai nãy vừa đào xong rồi. Boomerang nó cùi dưới đó. À, cái cục màu đỏ này là máu. Khi mất máu mình mới đào cục đất. Nằm mừng nhầm đam cho tất cả các vũ khí của mình luôn. Ngon. Không ngon cho lắm mà giờ nó còn đỏ hơn mấy cái khác. Đi con boss nè. Bỏ là con boss ở giữa. Tốc độ bắn hoặc là tỷ lệ giết. Con này lúc ban đầu tôi chọn nó là cái giết nó tới 200 đam nữa. Nên sẽ lấy cái tỷ lệ để lăn cái đó nè. Không hiện đam đâu. Đây 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 đây. Đam là 51. Mấy con bọ này thì chỉ cần thả diều nó thôi. Đau. Giết nó xong rồi sao nữa? À quay về tàu. Gần 30 giây. Cái này là chỉ có cái vũ khí chính mình được ảnh hưởng thôi. Không được. 51 đam à. Đào tí máu này nữa nè. 22 giây nữa rồi. Gather up your beard and get onto that drop pod. It's about to leave. Stage 3 completed. Well done. Taking you to stage 2. Tôi nghĩ mấy cái quặng này để lấy mà nâng cấp thôi. Nè, đúng rồi đó. Tốc độ di chuyển. Ok, hiện tại thì hai cái này là chúng ta chọn không được. Tại vì chỉ có 14 đá đỏ thôi. Cái này thì khá là ngon à. Trong con game này tốc độ gài đạn nó giống như là thời gian cooldown đó. This looks so badass. Ồ, có thể hồi máu ở đây luôn. Rồi đi thôi. There's beasties to shoot and work to be done. Get to it, miner. This is gonna be a walk in the park. Này là cái gì ta? Này máu nè. This looks nice.
Đam nãy là 51, bây giờ lên 54 rồi. Con game này lúc bắt đầu là phải tính luôn cái đoạn đường mình di chuyển luôn. Ấy. Kỳ gôn một lần tốn mới 15 thôi. Wow wow wow. Chọc gân nữa. Lũ đạn. Bắn vào bốn hướng. Lấy chọc gân nè. Độ gà đạn. Gà đạn đi. Chọc gân nó bắn không ngừng nhanh. Ba giây. Nó. Chả đúng giây cuối cùng luôn. Bây giờ thì cái ngon nhất vẫn là cái màu đỏ. Gà đạn nhanh gấp gần biết. Tức là thời gian cooldown gần như 50% không. Còn lại màu vàng
Màu vàng không có cái gì để mua hết. Đây có cái này thôi. Mua đại đi, không mua ngang cũng mua dọc. Đây. Máu 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 máu. Cái bụng mà găng nó thấy là cùi nhất. Shotgun bắn được hai cái là cài đạn rồi, nên lấy thời gian 50% cho nó khá là ngon á. Cái đá màu vàng ở đây là gì đó? Cái gì đó? Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Ấy. Ba mươi lăm phần trăm đam cho cái vũ khí đầu tiên cũng được. Game đầu quặng mà không có thời gian để đầu luôn. À. Trời, bio. Cái này hình như để nâng cấp ở cái upgrade đầu tiên của ngoài á. Mấy con nổ này giết nó nhanh. Thôi rồi, tôi rồi. Vẫn sống, vẫn sống. Ông cốc nào thả cái supply cái đây vậy? Ninja hả? Đá đỏ đi, đá đỏ nó hiếm hơn là đá vàng. Công nhân hờ mỏ, khổ thân vậy thôi. Trời. Anh em nào sợ nhận chơi game này chắc thú vị lắm. Máu nè. Cái giá 11 máu quen luôn. Boss sắp ra rồi, tình huống đây. Tốc độ gài đạn cho tất cả các vũ khí cũng được. Đầy máu rồi, đầy máu. Boss. Băng bót đó, băng bót đó. Kéo bót với con nổ gần vô. Cảm giác là FPS nó góp hơi bị nhiều. Đi cùng 500 nè. Tốc độ di chuyển 3% hả?
If this doesn't bring the pain, I'm retiring. Mát HP, tốc độ bắn của shotgun, tốc độ di chuyển. Trời, đụng boss cái 29 máu. Cái vũ khí loại medium là hai cái vũ khí này. All tasks complete, stage finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Gần gần đây có gì đâu mà. Hết rồi. Hết chắc đi luôn á. That's one for the books. Lời mạo hiểm lắm. Bây giờ đá vàng rất là nhiều nha. Bang for the buck if it's expensive, but I really need it. Shotgun nãy giờ reload hơi bị nhiều rồi đó. Hai cái này chỉ được chọn một thôi. Nên lên shotgun hay là cái đầu tiên thì level 8 hay nào? Cái đầu đây. Get it done, Miner. Ba level nữa chúng ta được cái vũ khí thứ tư, kiếm cái medium nữa. Con này như nó không có cắn. Chỗ này ghìa bán đồ à, vô đây rất là dễ bị quái nó vây. Cục đỏ là gì đó? Rồi, cục đỏ ra đạn không quái. Đi lao vô. Dạ, đau quá. Máu nè. Quận đỏ thì nó ngon hơn quận vàng. Nó hiếm hơn, không phải là nó ngon hơn. Supply, supply. Chỉ ra quần vàng thôi. Lấy quần đỏ thì sẽ tăng hai máu tối đa. Cái đó lấy từ sớm mới ngon á. Trăm chín lăm phải không? Ủa có thấy lên gì đâu? Có khả năng nó là hồi máu chứ không phải là tăng máu tối đa. Chuẩn bị phao ra bầy quái thôi. Không có lụm mà lên kinh nghiệm được. Chỉ còn cách đi đúng một vòng quay lại lấy kinh nghiệm thôi. Còn quái nó đông như này thì đi lại cũng không được nữa. Quái quái. Cuối cùng 500 đồng trời, đây nè, đây nè. Vũ khí đầu đi.
Cái chim vỗ phế rồi. Lũ đạn, chắc cần lũ đạn để mà dọn ao nha. Chính giáp, được. Lũ đạn đâu ném đứng cái coi ai. Bot 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 bot. Trời, lựu đạn nó cùi. Được cái làm dẫm. Đau quá, đau quá. Tất cả vũ khí dẫn ném là hai cái này á. À, nó có loại vũ khí đây rồi. Về thôi, về thôi. Mất máu nhiều quá rồi. Đây ra. Chết rồi, nó dây chín tạo xong lên. Rồi, trả giá bằng lòng tham luôn. Kệ, chết sớm ra nâng cấp coi có gì ngon không. Nói chung lần đầu thử rồi. À, mấy cái này là mấy cái nhiệm vụ đây. Damasit là 0. Đâm điện là 178.000. Nói chung vẫn là cái súng bắn ngon nhất. 10-5-6. Mở được một đống vũ khí mới luôn. Rồi bắt đầu nâng cấp. Nãy là test thôi. Một 150 gia đít với một. Cái này là dạng ngọc trai nãy. Ngồi được. Tốc độ di chuyển cũng được luôn. Nói chung nâng lần đầu thì nó không tốn kém nhiều. May mắn à. Hồi máu tăng lên 2%, nhưng mà nó tính theo chỉ số nào ta? Nâng cái này thì mất hai cục vàng này. Rồi nâng lên, phân dân làm gì? Rồi, giờ chơi nghiêm túc nha. Cái này làm sao unlock được. It's dreadnought time, miner. Find the damn thing, destroy it. Nhận HP. Level 25 càng sớm càng tốt. Tôi không lấy cái boomer gun đó đâu. XP luôn. Cái gì đây? XP luôn. Supplies are on the way. Swarm is heading your way. Load up.
This looks nice. I choose you! Ngon. Giết hai con nhỏ này trước khi giết con boss á, để nó gớt đồ ra kinh nghiệm. Tăng có hai điểm may mắn là thấy một trời một vực luôn. Cái gì đây, cái gì đây? Một viên đạn xuyên thấu à? Đi với sọc gạch này nó cũng khá ổn. Cái này là sao ta, 5 trên 6 cái bông rồi. Cả 3 luôn. Cả 3 thì được. Này nó chỉ nâng cái đầu thôi, lấy cũng hơi phí. Get to work. There's aliens to be killed and gold to be mined. Đập đá còn thấy hoa bắt bướm nữa. I'm so ready to quit this job and move on. Oh yeah. Ham đầu quặn quá và không bắn quái là bọt kêu vợ lắm. Đi ra. Mấy con quái nổ này nó không có máu. Ba bông rồi, bốn bông rồi.
Một chai quan trọng nè. Supply drop has been ordered and is on the way. Máu anh đi đi. XP. Prepare to fight for your life. A big swarm is approaching. Bắn này nè. Ba 30% có hiệu ứng đam như axit tộc. Mình chưa có vũ khí nào để gây được mấy cái hiệu ứng này hết. Không có vũ khí nào hay điện luôn. Nhưng chắc lấy cái đầu tiên nữa thôi. Cái khẩu này bơ này bắn trong mấy cái phạm vi hẹp hẹp như thế này rất là ngon á. Nó bắn theo đường thẳng mà. Còn hai cái bông nữa hả? Nằm chầm đây. Có mini map không ta? Không có, sao biết chỗ nào đi qua rồi để đi kiếm cái bông. Dạ. Chết đi, chết đi, đừng có đụng. I wonder if I can make it go over 9000. Well done, objective completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. Tham nóng này chắc chết quá. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái gì đứng lại liếm miếng ép nữa. Còn tới 2 giây lận mà hối. Đã có mini map trên nè. Cũng được. Lấy cái map HP này cũng ngon lắm. Nhưng mà nếu muốn thì tôi muốn thích hai cái này thôi. Oh yeah. It was disappears. Hết rồi, không đủ tiền. Bit expensive, but I really need it. Thì thôi. Sắp level 25 rồi, nhanh hơn nãy tí. Bông là bông rồi. Next time, let's go. Này gì đây? Cái quặng này để nâng cấp á. Cái bông là nó hiện màu trắng như bản đồ nhỏ. A
Swarm's heading your way. Load up. Yeah. Năm bông này, còn thiếu bông nữa. Mấy cái ghìa vàng là mép bản đồ. Cái này quan trọng nè. Năm trăm. Tại giết này đi lụm 500. Cũng được. Sọc ganh còn phải nuôi sọc ganh. Get ready, they'll be with you shortly. Rock and scale! Máu luôn. Chạy. My drop has been ordered and is on the way. Đứng ở đây nuôi khẩu này bờ cho nó bắn thoải mái luôn. The scanner just lit up like a Christmas tree. We got a swarm coming. Chắc, chắc lấy lựu đạn thôi. Cái này cũng ao e mà lấy lựu đạn nè. Xong lại gần cái súp ly được trời. Đây cái bông cuối cùng. Nổ đi. Cô bắp cũng vậy. Đó. Đừng, lậu xanh. Này là hình như là máu à. À nếu mình đầy máu thì cứ đào đá đỏ ra đây. Bót rồi. Rồi xong boss rồi. Bây giờ kiếm đường trở về. All tasks complete, stage finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Vô đây tụi bay. Ba giáp 500 đam tất cả các loại vũ khí. Time's ticking, miner. Move it. Từ từ khói gì cũng khóc. Tính chạy đây gom bãi nữa. Tỷ lệ giết này có người con với con mình nữa. Đây, mình ba vũ khí medium luôn nên phải lấy cái này luôn. Còn tiền thì cứ lấy luôn cái này. Sáu mươi ba, cái này có phá được không? Yeah.
Rồi, tán giả bại sản. Cái này không xài được, cái này chỉ dành cho mấy vũ khí đạn đạo thôi. Nè, có quặng xanh lam nè. Nãy giờ mới đi được tới đây á. Xanh lá chứ. May mắn. Giờ nghĩ lại cái tốc độ di chuyển nó không có ngon. Tối ngày cắm mặt vô đất với đá mà. Nhiệm vụ là thu nhập được 200 cái quặng màu xanh lá nữa. Bằng niềm à. Bắn bẫy kìa, bắn bẫy kìa. Con bé nó nói đúng, sọt ganh con thiệt. Cái giá này gì? Bắn máy nổ á. Bắn máy nổ gần gần cho nó lan nha. 50% đam, ok. Roger that. Supplies are coming. Mình thu nhập ba cái nữa đúng rồi. Nè đi lại vô. Tao chết rồi. Objective completed. Excellent job. I've been waiting to get this. Băng tới đây luôn. Nổ 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 nổ. Nổ. Nổ đi. Bây giờ get ready, they'll be with you shortly. Cái này không biết nó là cái quái gì. Lấy đại đi. Ngon. 15 để người lót hả? Không đâu. Máu nó tăng thêm được 2 máu khi đào cái cục đá đỏ đó. Quăng lũ ra. Ây da. Gạt mấy con nổ đi. Ba con nổ nó gom tung tung kìa. Nãy còn cục máu ở đây đâu ta. Bắn máy nổ nè. Tiện thể nổ con boss luôn. Ờ à, đúng rồi đó. Tha 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 tha. Đi ra. À cái cục này là dễ như cái khiên. Chết đi boss. Boss chết mà không dám đụng đồ luôn. Objective completed, miner. Get to the drop pod before it heads back to orbit.
chạy rút. Rồi đừng có hai máu này được, này cũng được, này nó có quân chương này sao đó. Tăng 2 level thì lấy luôn đi. Mất luôn. Máu hơi ít nha. Cái gì mới vô con boss rồi. Thôi boss này rủi tôm thôi. À phá hủy ba cái tổ. Đây là một tổ nè. Không có giới hạn thời gian hả? Vậy thư thả thôi. Vậy coi như là chúng ta sắp xong cái hành tinh đầu tiên rồi đó. Từ từ anh bạn ơi. Anh bạn vô đây. Này thì bạn với chúng tôi. Không có mấy con nổ nữa. Ê da. Có máu, có máu. Đây, cái kén ở đây. Trong ba này về. Ôi. Còn 20 máu thôi. Ai, ôi. Rồi hẹo luôn, nó nhảy hết 62 máu. Bạn chơi gì nó bất công quá nha. Đạn băng này là hình như gửi cho lựu đạn hay gì á. Lựu đạn mình cùi quá. Vũ khí mới. À không. Cái này là cái vũ khí của mình đang nâng cấp đó thôi.
Này tiên phát mới nè. Này tiên phát mới luôn, là băng. Cái siêu thắt lưng mà tăng thêm cái giáp băng. Có lát mới rồi. Lát nãy là do thám thôi. Nâng level 1 trước. Vẫn chưa có quặng này ta. Bắt đầu lên đây là tốn rồi. Tỷ lệ 52. Lấy đầm trước. Người đó. Cái đít này tôi không biết để làm cái gì. Ngoài nâng mấy cái này. Rồi đi thôi. Mấy này dạng như hình tụi hả? Dạng thu được 1000 vàng thì anh lót được cái này. Phần thưởng là thích được cái bom ninja. Thì cái này cứ chơi thời gian lâu dài là được. Cái này súng này anh level 12 sẽ anh lót được nữa. Ok. Chưa qua được hành tinh thứ hai hả? Nâng cái khẩu mở 1000 lên level 12, hoàn thành cái chuyến hành trình thì tập trung vô cái dòng thứ hai nó dễ hơn đó. Nâng cái khẩu lát xích mở 1000 lên level 12. Lát mới đây. Cái này 10 tốc độ di chuyển. Khi né được quân địch thì tăng 35% tốc độ di chuyển được. Hái 12 cái nấm mà. Cái này mọc chung chỗ luôn. Supplies are on the way. Này bơ đi sọt ganh thôi. Sọt ganh đây. Ê giá. Cái này không ngon bằng cái kia ơi. Giết con này xong lấy cục 500. Shotgun, shotgun. Cái đai băng nó vẫn phải nổ ra.
I've been waiting to get this one. What all? I killed the Lupa, and I'm not so proud about it. Ê 28 máu. Objective completed. All tasks complete. Stage finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. And get me, you disgusting bug! Time's ticking, Miner. Move it! Yes. Bye, Jay. You made short work of stage one. Well done, Miner. Này vui lắm. Everyone needs at least one of those. Cái này thấy mùi quá vậy ta. I have worked hard to get it. Mùi sọc gân đây. Your mission is clear. Get to it. I needed that. Onboard entertainment sucks. Đập mấy con này cũng ra quặng đó nè. Ra vàng đó nè. Nãy giờ mới biết á. Con Negon của mình sao nó cùi dữ vậy ta? The scanner just lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Chạy bên phải chưa? Hang in there. Supplies are on the way. Lootbox looted. Biết bi. Có cái máy nè. Mỗi ninja mình có là mỗi cái này hả? This was nice. Let's get the middle. Mới né thành công nên nó chạy rất là nhanh. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Nuôi sọc gân, nuôi này đây. Oh, yeah. Mới lấy cái giết xong rồi. Nổ đi. Yeah! Make it to
Trời gì cũng bị đụng cái nữa. Máu đây, máu đây. Rồi nó cắn đây, hai ba cục máu đây luôn. Cảm giác game rất là lắc rồi đó. Now that's money well spent. Chưa có súng nào gây hiệu ứng. Yeah, baby. Toàn màu cam ngoài không nào màu đỏ luôn. You have your objectives. Get it done, miner. 6 cái bông à. Cái con này có 25% né tránh nên mua shotgun cho nó thì nó ngon hơn. Tại vì shotgun bắn tầm gần mà tầm gần thì rất là dễ bị né tránh. Ba leo vào nữa, bắn mấy con nổ đi. Còn con nổ nữa kìa. Ây. Lấy cái này thì nó lên được 3 cái luôn. Prepare to fight for your life. The big swarm is approaching. Thôi rồi, ngõ cục rồi. Nổ đây, nổ đây.
Boom. One down. Nên nổ này để đầu ăn. Đó. Nhiều ép quá. Thôi nổi máu tham lên. Rồi, được cục 500. Ngon. Hình như cái này là cho tất cả súng mình luôn á. Rồi lắng đi, lắng đi. You did good work, Miner. It was disobeys. Lấy mày mắng rồi. Nói tiếp đoạn. Get to work. There's aliens to be killed and gold to be mined. Giờ chúng ta thiếu quặng vàng hơn là quặng đỏ. Bỏ cái khẩu súng đầu tiên, lấy cái lựu đạn ra thì ngon. Trời, nãy giờ mới thấy nghe lắm rồi. Mình bắn coi đá nhóc này. Hang in there, supplies are on the way. Trời ơi, chạy tới vô đó anh chứ. Lạng ra rồi mà không kịp. Bom. Nổ nè, nổ nè. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Nổ con nữa. Nổ xuống nữa. Lấy cục 500. Bằng mỗi giá phải lấy được cục 500. Shotgun. Có một cây nấm một này sao trời. A swarm is heading your way. Load up.
Mấy con này nó cũng đào tường được nữa. Bot kìa. Đừng để lấy giáp á. Lấy giáp mới có cơ hội chơi được bot. Mới có 7 cái nấm à. Hai cây này nữa mọi người. Mình phải 3 cây nấm nữa kìa mà không dám qua. Đi ra khỏi cái tàu. Nó nổ cái đứng máy tôi luôn. Trên. Không, sao giáp. Everyone needs at least one of those. Yeah. Hàm 4 thì lấy đại rồi đi. Lấy luôn. Hell yeah. Here we go. You found the dreadnought. Oh yeah. Now you just need to make it come out of hibernation. Bot đâu? Nãy rớt ngày đây đầu tiên có bot rồi. Hụt nó sụp gánh. Bring it,
I've been waiting to get to you. Ok, nhẹ nhàng. Goodbye. That is another one for the books. Dreadnought eliminated. We're pulling you home. Mission complete. Ok, xong cái hành trình thứ nhất. Thôi chừng ai gian phỏng thấy. Hiện tại thì tôi chỉ thấy cái boomer gun nhưng mà lựu đạn thì có cái này. Còn ba cái thuộc tính kia thì hoàn toàn không thấy luôn. Nên chắc thời gian nữa thì hoặc lên đốc thêm nhiều thứ nữa mới được. Rồi chắc hôm nay ngừng tại đây thôi. Mưa lớn quá. Ok, bye bye anh em.